Xin chào tất cả các em. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 đang đến rất gần. Trong thời gian tới, từ ngày 1 tháng 4 đến trước ngày 30 tháng 4, các em sẽ phải hoàn thiện và nộp xong hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và trong hồ sơ này thì quan trọng nhất đó là hai phiếu đăng ký dự thi. Trên tay chị là mẫu phiếu đăng ký dự thi mới của năm nay. Phiếu này gồm có 18 mục và 5 phần và bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em điền các thông tin trong phiếu. Ở phần thứ nhất, thông tin cá nhân gồm có 8 mục nhỏ. Các em lần lượt điền mục 1, họ, chữ đệm và tên của thí sinh. Lưu ý các em phải điền chính xác và đầy đủ họ, tên đệm, tên chính của mình như trong giấy khai sinh và sẽ phải viết bằng chữ in hoa có dấu. Chị lấy ví dụ bạn Nguyễn Văn A. Bạn Nguyễn Văn A, tên đầy đủ, viết bằng chữ in hoa có dấu. Bên cạnh, các em sẽ điền thông tin về giới tính. Các bạn nữ sẽ điền số 1, các bạn nam điền số 0 vào ô trống. Ở đây, bạn Nguyễn Văn A, giới tính nam, chị điền số 0. Ở mục thứ 2, các em điền chính xác ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh vào các ô trống tương ứng. Lưu ý, nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì các em sẽ phải điền thêm một số 0 vào phía trước. Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A sinh ngày 1 tháng 2 năm 1997, chị sẽ viết như sau. 01, 02, hai số cuối của năm sinh là 97. Ở mục thứ 3, các em sẽ phải điền nơi sinh và dân tộc. Ở nơi sinh thì các em chỉ ghi tên tỉnh và thành phố, ví dụ Hà Nội. Dân tộc các em cũng viết bằng chữ. Bạn Nguyễn Văn A, dân tộc Kinh. Mục 4, điền số chứng minh nhân dân. Với những bạn mới làm chứng minh thư thì chứng minh thư của các bạn sẽ bao gồm 12 ký tự. Và với những bạn đã đăng ký chứng minh thư từ trước thì các bạn chỉ có 9 số mà thôi. Các em sẽ lần lượt điền từng chữ số vào các ô trống này. Lưu ý, với những bạn mà chứng minh thư chỉ có 9 chữ số, các em viết lùi về bên phải, bỏ trống 3 ô đầu. Ví dụ, chứng minh thư của bạn Nguyễn Văn A là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta sẽ bỏ trống 3 ô đầu tiên. Ở mục thứ 5, hộ khẩu thường trú, các em phải xem lại hộ khẩu thường trú của gia đình, xem thông tin chính xác như thế nào và sau đó điền mã tỉnh, thành phố, mã quận, huyện và mã xã, phường. Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A ở Hà Nội, mã thành phố là 01. Mã quận, bạn ở quận Thanh Xuân, mã 07. Và mã xã, phường thì đây là cái mục mới trong phiếu đăng ký dự thi của năm nay. Bộ Giáo dục sẽ có danh sách mã cụm, mã xã, phường trong thời gian tới. Để truy cập chính xác, để tìm hiểu chính xác về mã tỉnh, mã quận, huyện và mã xã, phường, các em truy cập vào trang tin.tuyển sinh247.com để tra cứu. Lưu ý, mã tỉnh, mã quận, huyện và mã xã, phường chỉ có 2 chữ số. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mục 6. Ở mục 6, các em ghi rõ nơi học trung học phổ thông hoặc tương đương theo cả 3 lớp, lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Các em sẽ ghi rõ tên trường và địa chỉ của trường. Lưu ý, địa chỉ của trường các em chỉ lấy thông tin quận, huyện và tỉnh, thành phố. Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A học trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Tương tự với lớp 11 và lớp 12, sau đó các em phải điền chính xác mã tỉnh và mã trường. Lưu ý, mã tỉnh chỉ bao gồm 2 ký tự, mã trường gồm 3 ký tự. Hà Nội, mã của thành phố là 01. Trường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, mã trường là 040.
Mục thứ 7, kèm điền thông tin, số điện thoại và địa chỉ email cá nhân hoặc số điện thoại của bố mẹ và người thân để hội đồng coi thi có thể liên lạc với các em trong những trường hợp cần thiết. Ở mục thứ 8, các em điền rõ địa chỉ liên hệ. Đây là địa chỉ mà hội đồng thi sẽ gửi giấy báo dự thi và phiếu kết quả về cho các em. Các em có thể điền địa chỉ là theo tên trường hoặc địa chỉ ở nhà sao cho thuận tiện nhất, và nhớ là phải điền thật chính xác nhé. Phần thứ 2, B, thông tin đăng ký thi. Ở phần này gồm có 4 mục, từ mục 9 đến mục 12. Ở mục 9 có 2 nội dung: đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Nội dung thứ 2, đăng ký dự thi để tuyển sinh đại học cao đẳng. Ở mục này có các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, các bạn học sinh lớp 12 năm nay dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp thì các bạn đánh dấu X vào ô đầu tiên. Trường hợp thứ hai là nhóm các bạn đăng ký tham dự kỳ thi này vừa để xét tốt nghiệp và vừa để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng thì các em sẽ đánh dấu X vào cả hai ô. Trường hợp thứ ba là nhóm các thí sinh tự do, các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2014 trở về trước và trong kỳ thi này các bạn chỉ tham gia thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng thì các bạn đánh dấu X vào ô thứ hai. Chỉ lấy ví dụ, bạn Nguyễn Văn A ở đây tham gia kỳ thi này vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển đại học cao đẳng, đánh dấu X vào cả hai ô. Ở mục 10, các em điền thông tin đăng ký dự thi tại cụm, trong đó ghi rõ tên cụm thi và mã cụm. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A muốn thi tại cụm Đại học Bách khoa Hà Nội. Ghi rõ tên cụm Đại học Bách khoa Hà Nội. Về mã cụm, với những bạn tham gia thi tại các cụm do các trường đại học tổ chức thì mã cụm chính là mã của các trường đại học giống như năm 2014. Ở đây, cụm Đại học Bách khoa Hà Nội, mã cụm là BKA. Còn với các bạn thi tại các cụm địa phương do các địa phương tự tổ chức thì sẽ có mã số từ 001 đến 065 và danh sách mã cụm này sẽ được Bộ Giáo dục công bố trong thời gian sớm nhất. Các em vui lòng truy cập vào trang tin.tuyển sinh247.com để tra cứu nhanh và chính xác nhất. Số 11, nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Các bạn học sinh lớp 12 nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường mà các em đang học. Vì vậy, ở đây bạn Nguyễn Văn A sẽ ghi nơi đăng ký dự thi là trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Mã đơn vị đăng ký dự thi chính là mã của trường 040. Với các bạn thí sinh tự do, các em có thể nộp hồ sơ ở bất cứ điểm thu nhận hồ sơ nào do các sở giáo dục tự quy định và thường là nộp hồ sơ tại các phòng giáo dục. Các em nộp hồ sơ ở phòng giáo dục nào thì ghi mã đơn vị dự thi là mã của huyện đó, của phòng giáo dục đó. Các em cũng tra cứu vào trang tin.tuyển sinh247.com để tra cứu thông tin về mã đơn vị đăng ký dự thi. Ở mục 12, đăng ký các môn thi. Trong kỳ thi này, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 8 môn thi, gồm các môn toán, văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý. Lưu ý, ở mục này, các em sẽ phải đăng ký tất cả những môn mà các em tham gia trong kỳ thi này, kể cả những môn thi để xét tốt nghiệp và cả những môn thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học cao đẳng. Cụ thể, với những bạn chỉ thi để xét tốt nghiệp thì các bạn đăng ký vào 4 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn, ví dụ môn tự chọn là môn vật lý chẳng hạn. Lưu ý, với môn ngoại ngữ thì các em không đánh dấu X mà ghi rõ mã của từng môn thi. Ví dụ, thi môn tiếng Anh các em ghi N1, tiếng Nga ghi N2, tương tự với các ngôn ngữ khác. Ví dụ, ở đây bạn thi tiếng Anh ghi N1.
Và trong kỳ thi này, ví dụ như bạn nào vừa xét tốt nghiệp và vừa xét đại học thì ngoài những môn, ngoài 4 môn để xét tốt nghiệp ra thì các em có thể thi thêm những môn mà ngành và trường đại học các em mong muốn yêu cầu. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A muốn thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội và bạn lấy điểm xét tuyển là điểm của khối A, tức là các môn toán, lý, hóa, thì ở đây bạn sẽ phải thi thêm một môn nữa, thi thêm môn đó là vật lý và hóa học, đánh dấu X vào các môn này. Trường hợp với các thí sinh tự do đã tốt nghiệp thì trong kỳ thi này các em chỉ cần thi những môn mà ngành và trường đại học yêu cầu, tức là các em sẽ thi tối thiểu 3 môn, các em đánh dấu vào những cái môn đó thôi. Ví dụ như thi khối A thì các em chỉ đánh dấu vào các môn toán, vật lý và hóa học. Với các bạn thi khối B thì các em sẽ đánh dấu vào các môn toán, hóa và sinh học. Phần thứ 3, thông tin để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Ở phần này có 2 mục. Mục 13, các em sẽ đăng ký môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp. Mục 14 là điểm bảo lưu. Lưu ý, mục này chỉ dành cho những thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tức là những bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông thì không cần quan tâm đến mục này. Ở mục 13 có 8 môn và như các em đã biết là trong kỳ thi năm nay để xét tốt nghiệp thì các em phải đăng ký 4 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc, đó là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Vì vậy các em đánh dấu X vào 3 ô này. Và một môn để xét tốt nghiệp là các em được tự chọn một trong số 5 môn còn lại. Ví dụ như trường hợp của bạn Nguyễn Văn A, bạn sử dụng luôn môn vật lý để xét tốt nghiệp, đánh dấu X. Nội dung thứ hai trong mục 13 là đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Năm nay thì những bạn thí sinh nào có chứng chỉ theo quy định của bộ hoặc là những thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, các em sẽ được miễn thi ngoại ngữ và các em phải điền vào dòng này tên chứng chỉ hoặc ghi rõ mình là thành viên của đội tuyển quốc gia đi thi Olympic quốc tế để được hưởng quyền lợi này. Ở mục 14, điểm bảo lưu. Mục này dành cho những thí sinh đã tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 nhưng chưa tốt nghiệp và phải đảm bảo là trong kỳ thi đó các bạn không bị kỷ luật hủy kết quả bài thi, và những môn nào mà các bạn đạt từ điểm 5 trở lên thì các bạn có quyền bảo lưu điểm của môn đó. Ví dụ bạn nào đạt điểm 5 môn toán trở lên và muốn bảo lưu thì các bạn ghi rõ điểm của môn đó vào đây 5,0. Hoặc là môn ngữ văn 6,0, vân vân. Với những bạn mà không sử dụng quyền bảo lưu này thì trong kỳ thi năm nay các bạn bắt buộc phải thi lại tối thiểu là 4 môn, phải thi 4 môn để xét tốt nghiệp. Và hiệu trưởng của các trường đại học cao đẳng sẽ quyết định là có sử dụng cái điểm bảo lưu của các bạn hay không để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ tư. Thông tin dùng để xét chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học và cao đẳng. Lưu ý phần này không dành cho những thí sinh tham gia thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Các mục trong phần D như sau. Mục 15, đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Chúng ta có 7 nhóm đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh đại học và cao đẳng. Nếu thuộc nhóm đối tượng nào, các em sẽ khoanh tròn vào nhóm đối tượng đó và ghi vào ô bên phải. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A thuộc nhóm đối tượng 04, sẽ khoanh vào 04, sau đó điền mã vào ô trống ở bên phải. Những bạn không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nào thì chúng ta sẽ để nguyên, không khoanh tròn và cũng không ghi vào ô trống này. Mục 16, khu vực tuyển sinh. Các em ở khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A ở Hà Nội thuộc khu vực 3, khoanh tròn khu vực 3. Sau đó ghi vào ô trống, lưu ý khu vực 1 viết số 1, khu vực 2 nông thôn viết 2NT, khu vực 2 ghi số 2 và khu vực 3 như trường hợp của bạn Nguyễn Văn A thì chúng ta sẽ ghi số 3. Để biết chính xác mình thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nào và ở khu vực tuyển sinh nào, các em vui lòng truy cập vào trang tin.tuyển sinh247.com để tra cứu. Mục 17, năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
Tốt nghiệp vào năm nào thì các em sẽ ghi năm đó lần lượt vào ô trống này. Ví dụ tốt nghiệp năm 2014 các em ghi 2014. Mục 18 dành cho các bạn thi liên thông lên đại học và cao đẳng. Trong phần này các bạn sẽ đánh dấu X vào các ô đã tốt nghiệp trung cấp hay đã tốt nghiệp hệ cao đẳng. Ví dụ bạn nào đã đỗ tốt nghiệp trung cấp thì chúng ta sẽ đánh dấu X vào ô đầu tiên này. Tương tự như thế với những bạn đã đỗ tốt nghiệp cao đẳng. Phần cuối cùng trong phiếu này đó là cam đoan và xác nhận. Ở phần này, các em chỉ cần dán ảnh thẻ cá nhân của mình cỡ ảnh 4x6 và sau đó điền ngày tháng năm làm hồ sơ, ký và ghi chính xác đầy đủ họ tên của mình. Còn phần ở bên phải, xác nhận thông tin sẽ do hiệu trưởng của trường trung học phổ thông mà các bạn học sinh lớp 12 đang theo học hoặc với các thí sinh tự do thì sẽ là xác nhận của công an xã, phường, nơi các em đang cư trú. Họ sẽ ký tên và đóng dấu xác nhận cho các em. Như vậy là chị đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong phiếu đăng ký tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.